Cô ơi đâu rồi? Cô Bác nào? không gửi cho cháu cái tên thuốc à? À, tên thuốc không? Tên thuốc chưa? Tên thuốc gì nhỉ? Mẹ ơi, cái thứ này là chuyện. Đợi tí nhá. Đợi tí gái ba đang mình đến. Mẹ. Nhanh lên. Ở đây là thuốc ạ. Alo. Alo. Ở đây đây, nó đây đây, đây này mẹ họ đây kìa. Ừ, mình thì mất rồi, hỏi mới đứng dưới cái tên thuốc gì vậy? Anh ấy đã. Có ai đấy? Đây, bác không gửi cho cái tên thuốc à? Tên thuốc nó thuốc giảm đau nó chỉ biết là người biết cái tên Ucha viết như này. Thế thì Uncha gì bác? Ucha viết viết như gì đây, phải đọc vào chữ cái này nhá. Bác làm chữ cái đi. Uncha gì bác? Chung mình đi tập tên không? Học chữ cái cũng được. U Rồi. U đi. Rồi. N cao đi. Rồi. Chữ tớ đi. Rồi. E dớ đi. Rồi. Chữ A đi. Rồi. Chữ tớ đi. Rồi. E đi. Rồi. T. Rồi. 375 gram một viên. Nó ghi trong 370 ba ba 7,5 gram miligam chữ Được. mỡ chữ đó Được uống như thì đang nào? thuốc giảm đau rồi anh ấy. Vâng Được uống như nào? Con cháu uống như nào? hả, Con cháu uống như nào? uống thì người ta dặn bạn ăn, nếu mà đau ít thì uống một viên, đau nhiều thì uống 2 viên. Bây giờ em hỏi nha, bây giờ bạn đi tiểu xong thì say sẩm mặt mày đấy là đi tiểu. Khi tiểu vào sau lần lần đi tiểu nào cũng bị vậy hay là như nào? Có lần đi mẹ nói chuyện với mẹ có anh bảo thế nào anh? Cháu đang hỏi lại là khi mà sau khi đi tiểu thì bị say sẩm mặt mày đấy thì lần nào cũng bị đúng không? Anh ơi, nay tôi về tôi hỏi rõ ông ấy thì ông ấy bảo là thỉnh thoảng mới thế thôi anh ạ, còn không phải lần nào cũng 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 thế đâu. Rồi thỉnh thoảng thì bây giờ hỏi lại bác đấy nhá, có phải là do cái lần mà những lần mà bác ấy bị á, là lúc là một là bác nằm nằm lâu, hai là ngồi lâu đấy, xong rồi mới dậy đi tiểu thì là bị, có đúng như thế không? Vâng, đúng rồi. Đúng rồi gì? Vâng, ông ấy kiểu là ông ấy cứ nằm nhiều mà ông ấy đau nằm nhiều, có khi cả đêm đến lúc nằm đến tận tối đến tận nửa đêm thì ông ấy đi thì ông ấy lại thế. Thì đúng rồi, thế thì bây giờ nha, cho chỉ cách nha. Vâng. Này là tụt nó hạ huyết áp tư thế, Vâng. nó không thuốc thang không ảnh hưởng gì đến cả. Vâng. Một đó là trước khi bác ấy muốn dậy đi tiểu thì bác ấy phải ngồi dậy từ từ, Vâng. ngồi dậy từ từ, vận động từ từ, khua chân múa tay các thứ đấy cho nó hoạt động một tí đi, Vâng. sau đó thì hãng đi tiểu. Nếu mà đi Vâng. ra nhà vệ sinh thì như thế, còn không thì tốt nhất là mang bô vào. Vâng. Nhiều bác ấy phải vận động các thứ hàng ngày, vận động chịu khó vận động lên, đừng có nằm nhiều quá. Vâng. Nằm nhiều này, ngồi nhiều và đột ngột đi Vâng. tiểu á là nó xảy ra cái hiện tượng tụt huyết áp tư thế. Vâng. Thì nó sẽ say sẩm mặt mày. Vâng. Say sẩm chóng mặt các thứ đấy. Vâng. Đấy bác chú ý cái đoạn đấy nhá. Vâng.